Kemari naiklah jukung bersama
saksi dan wali. Là chụp nó hai tấm đó. Rồi đại gia đình mình vui lên nè nghe. Chưa đâu. Rồi chúng sang cười lên nè. Rồi. Bác ơi nhìn con nè bác ơi, hai. À. Rồi xong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa tarfa'na biha 'indaka ya Rabbal alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran wa rahmah. Abwab al-barakati wa abwab an-ni'mah. Abwab ar-rahmah wa abwab ar-rahmah. Min kulli ghayatin wa ghayatin akhirah. Đẹp mà. Xem. Lấy đầm mây, không hết. Em sắp xếp. Phan, nhìn mấy chị ơi, chị Phan nhìn mẹ. Rồi cười lên nè. Cá lau. Con gái bước ra ngoài đi con gái. Chụp một bị ô. Có mỗi miệng thì tết cười luôn nha.
chưa hết người không? Quá đẹp. Cô cháu nhìn má này nghe. Cô dâu nhìn đây nè. Hết người. Em còn đó. Đây này nhìn cho chị ơi. Rồi xong. Rồi mấy cô cháu nhìn má này nghe. Nhìn đây nè cô dâu. Mấy chị ơi. Rồi. Rồi nhìn má nè mấy chị ơi, nhìn má nè. Ai không nhìn là xấu giống tôi đó nghe. Hết không, hết không. Rồi bà nội đẹp nhất. Rồi nhìn mẹ nè bà chị ơi. Cô dâu ngã đâu quá nổi kìa con. Rồi. Rồi xong. Chưa nghe. Rồi xong. Rồi xong.
agak pandai mengaji. Bếp trưởng làm được cũng nhờ bếp phó đó nghe, phải không? Đúng rồi. Mà bếp phó làm được cũng nhờ mấy phụ á. Đó. Đề nấu cà phố là cà ri. Cà ri, cà ri, cà ri. Thôi cũng gọi cái đó hình ảnh rồi. Lấy tiền anh cái. Lấy anh tộp lấy quen. À. Giang ăn giang không? Nó lại lấy rồi. Cái gọi cháu ra của đi. Coi như là đủ rồi. Đến giờ mình là hai hai kia bốn đó. Đấy, còn lại hai quy ra. Quy tốt lắm cái hết. Có cái. Chị ơi. Đi sắp tận quy với tôi đó. Dám. Vô. Yeah.
chưa nghe. Rồi xong. Ngã đầu vô mua chút chưa vậy? Chưa nghe. Chưa nghe. Rồi xong. Chưa nghe. Rồi xong. Rồi xong. Rồi xong cưng ơi. Chị ơi. Rồi xong. Anh, cô dâu. Rồi, xong. Xem. Con gái khép khép giò vô. Ừ, khép giò lại chị á. Khép chân lại anh. Con gái khép khép chân lại. Đây con. Con cháu gì đó. Không. Cô dâu ơi, nhìn mẹ này con. Ngồi xuống không? Nhìn đây nè cô dâu. Bé ơi, nhìn cậu nè con. Con gái. Rồi má, xong. Má. Chị dâu ơi, em gái ơi. Đây nè. Chưa nghe. Rồi xong. Chưa nghe. Rồi xong. Cô dâu. Chú rẽ cái tay dịnh bông cô dâu đi chú rẽ. Rồi xong. Xếp. Lấy bốn người thôi bỏ xanh ra. Rồi đẹp lắm sao đứng hoài vậy chàng. Rồi xong. Cô dâu ơi. Em ngồi xuống luôn đi, em ngồi gái ngồi xanh ngồi xuống luôn đi à. Chụp xong. Rồi kìa, chú rẽ ngã đâu qua vợ kìa. Rồi đẹp nè. Cô dâu ngã vừa thôi, ngã qua. Ngã hơi rồi. Xong, chị ơi. Xong kêu chị cười. Không kêu gì. Rồi xong. Chị lấy cái tay đỡ bông cô dâu lên chị. Đẹp nha, chị cười lên nè. Cô ơi, cô dâu nhìn đây nè. Rồi, xong. Nhìn đây nè. Cô ơi, nhìn đây nè. Rồi.
em yêu quản rồi lạ. Bây giờ em thay mặt gia đình dắt cô dâu chú rể ra chào mấy cô nè. Bây giờ trong vợ chồng mình đại diện một người đứng lên chúc mừng cô dâu chú rể ngày cưới hôm nay giùm em nha. Rồi bây giờ đưa cho bà bác đi, bà bác có đôi lời chúc mừng cô dâu chú rể giùm. À trân trọng kính mời bác. Rồi nè, bác đưa lên chúc cô dâu chú rể giùm con bác. Dạ. Vỗ tay với mấy chị ơi, vỗ tay đi. Nếu bà chồng mình ăn ly ra vô giùm em cái này mấy chị ơi. Chú rể nước sát vô vợ con. Chú rể nước sát vô vợ con. Rồi mời ba mình ăn ly nước ngọt ra vô giùm em nha. Vô này nha. 1, 2, 3. Vô. Vô xíu xíu chạy. Nữ không anh ơi. Lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng, thân thương, hoàn đồng tiền nhất. Vâng, thưa quý vị, như chúng ta đã biết, trong tình yêu đôi lứa của tuổi trẻ, khi yêu và được yêu luôn là niềm vui, là niềm hạnh phúc ngọt ngào nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Là món quà quý giá mà cuộc sống sẽ ban tặng cho chúng ta. Tình yêu đưa tuổi trẻ sẽ lại gần nhau hơn, đôi tâm hồn có chung sự đồng cảm,
và hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Dù mà ta xưa có câu yêu nhau chẳng vãng xa gần, cầu không ta nhìn cũng lưng mà sang. Yêu nhau chẳng vãng gian nan, mấy sông cùng lội, ngàn đèo cùng qua. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, nắng mưa cùng viết, phong ba cùng liều. Vâng, thưa quý vị, chỉ cần ánh mắt khóe lên, tình yêu đã trình lời cho con người đến với cõi thiên đường. Còn biết bao điều vũ vàng kỳ diệu, nơi bàn tay nắm lấy bàn tay, có thể biến hóa cả vùng hoang mạc cô đơn thành biển đất xanh tươi màu mỡ của tình yêu. Nở là ánh mắt chìm trong ánh mắt, rồi đôi môi lại chạm khẽ đôi môi. Khi yêu nhau, người ta có thể trao cho nhau tất cả, nụ hôn đầu đời, trái tim trong trắng và cả những điều quý giá nhất trong cuộc đời. Đó thực sự là món quà vô giá mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Kính thưa quý vị, sau thời gian quen biết và tìm hiểu, đôi bạn trẻ đã tìm được bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Hôm nay, ngày 17-19 tháng 12 năm 2015 là ngày vui của gia đình ông Haji Asari và cô Mayna. Và hôm nay cũng là ngày vui của gia đình, họ hàng, bạn bè thân hữu và là đêm quan trọng nhất trong đời của đôi bạn trẻ. Bởi vì đêm nay là đêm mà tình yêu của đôi bạn trẻ đã được hai gia đình và xã hội chính thức công nhận là đêm đỉnh cao của tình yêu và là điểm đầu của một con đường mà đôi bạn trẻ đã lựa chọn, đã cùng thề nguyện để rồi tay trong tay cùng bước lên một con đường vinh quang của cuộc đời. Đó là buổi lễ vu vi được tổ chức trong bầu không khí ấm áp với sự có mặt đông đảo của toàn thể quý vị với một chương trình có nghề đặc sắc để hát mừng lễ vu vi của cô dâu Fatima sánh chuyên cùng với chú rể Abdul Hafi. Chúng ta hãy giơ một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta cùng gửi những lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến đôi bạn trẻ. Chúc cho đôi bạn trong năm hạnh phúc, thủy chung trọn vẹn. Bài bài bên nhau, dù sống đến tuổi răng long đầu bạc, nhưng tình yêu của đôi bạn trẻ vẫn mặn mà đồng thắm như những ngày mà đôi bạn vừa mới yêu. Chúc cho đôi bạn trẻ bước lên một con đường vinh quang của cuộc đời, bước vào một cuộc sống mới, một gia đình mới, mang nhiều niềm vui, tiếng cười và lúc nào cũng tràn đầy niềm hạnh phúc. Vừa đề mở đầu cho chương trình phương nghệ chào mừng lễ phu vi của cô dâu Fatima cùng với chú rể Abdul Hafi. Chúng tôi xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một nhạc phẩm rất là quen thuộc, một nhạc phẩm với một giai điệu rất là dễ thương, nhạc phẩm đám cưới trên đường quê. Và bài hát này xin mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta cùng chào đón một nữ ca sĩ người dân tộc Chăm với giọng hát rất là ngọt ngào và rất trầm bổng. Kính thưa quý vị, chúng ta hãy chơi một tràng vỗ tay thật lớn để chúng ta cùng chào đón nữ ca sĩ Maria. Quê hương xinh quê thơ vui tình, quê
Chúc bà tròn năng ly một lần nữa mấy chị, la lớn giùm em nha. Bảo, lên nè. 2, 3, vô. Có bánh già đại diện cho bạn rồi. Thank you.
Thank you.
xin ngồi về, xin mời anh MC ạ. Quay 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 chụp em. Mày mày dám tao làm nữa ha. Thank you.
Take your chance. You have my
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao đứng vô chung cười. Và chính là đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay, đó là tiết mục múa Hàn Quốc cuối ca khúc. Oh,
Trong các kỳ thi tiếng hát cùng chơi lớp, chúng ta hãy cho một vỗ tay thật lớn với thật lòng nhiệt để chúng ta cùng chào đón tiếng hát buổi giờ đó, một tiếng hát đã từng đoạt rất nhiều các giải thưởng trong các kỳ thi của mình. Dân trong hồ bay
đôi chân người già. Lần trôi chó say vô cứ lý này kéo dài. Trước khi vẫn đi ước sao cho tàu đừng đi. Sẽ lắng nghe lên lúc gã chiều sắp lên đèn. Mưa chú bay bay sẵn xe lau muôn vài mềm. Hoàng hôn dần đủ mãi còn đứng im trong chiều sương sương. Tâm tư cô đơn tránh vong táo nỡ sao đành. Để yêu thương đi đến nơi cao cắt đôi tình. Tìm trong mình mỗi hướng theo một bóng người. Và dư cuốn trong sương là mỗi lần đông trời. Nhìn theo phía chân mấy đời chuyến sẽ xưa về. Đêm hay chẳng người ơi, trốn xa xôi dài dài. Còn đêm yếu thương dắt lên muôn vàn hoan. Nếu mai đánh về, cũng trên chuyến tàu. Plus, rasanya.
sayang buah hatiku. Kulamar kamu agar tidak bimbang dan ragu. Aku tak mau lepas darimu. Ayolah kita pukulan madu. Dan wali. Duit gak ada.
والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك pergi haji artinya menuju Allah yang esa membawa hati dan diri yang hina memberi hadiah kepada Allah berhati-hatilah menghadapnya setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik hati yang baik akhlak yang baik harta yang halal hati yang bersih niat yang suci amal mulia pergi haji Maka dia pun jenis-jenis sasar Pak Lio.
Kau bahkan buat iman dan kau harus mengisikan menyuruh doa imun. Kau bahkan buat iman dan kau harus mengisikan menyuruh doa imun.
No.
cảm ơn nha. Anh điện thì sáng giờ không bắt máy là hơi buồn rồi đó. Hello. Rồi mẹ mẹ chú rể đâu, cha mẹ chú rể đâu mà vô. Nhìn nhìn đây đi chị ơi. Rồi hai bà xuôi bắt tay coi, hai bà xuôi bắt tay gặp mạnh lên coi. Gặp mạnh lên bắt tay đi, bắt tay đi. Chú rể, đây à. Rồi, 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 ok, ok. Gặp thân. Rồi xem. Em lùi cây tí cho mình. Em trai mình chưa. Rồi xong nghe chị đẹp rồi. Rồi rồi người lớn đây. Sài Gòn là ở đâu? Đi, nhìn đây nè. Cha mày đâu? Rồi vô, 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 vô. Đứng lôi ra chút để anh quay sau chậm chậm tới. Rồi xong trả lời mới lại lên hồ mới lại lên hồ. Cười lên chị à, ca sĩ mà không cười là xấu đó. Gái là luôn luôn cậu với con. Biết không? Biết anh. Biết anh hả? Từ biết anh. Em không phải em dốc vào hồ á. Dạ dốc. Dốc nào? Dốc vào Thiên Tân á. À. Ồ. Vậy sao? Quen. Rồi, 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 rồi. Rồi ở dưới này hả con? Ở trên này hả? Rồi. Nhìn mẹ nè. Dạ phan nha, phan nha. Hết rồi không hết. Jamila, kau gadis ayu.
Rồi, hai đứa xuống luôn. Xuống luôn đi, xuống luôn đi. Rồi, bên kia ra đứng lên chúc mừng cô dâu chú rể cho Mạnh đi cưng. Em gái đội găng đứng lên đi em. Rồi, chúc cô dâu chú rể kìa. Vỗ tay với chị ơi, vỗ tay đi. Vỗ tay đi, vỗ tay đi. Trời ơi, tưởng mà. Chấm kê kê kê. Rồi, rồi, rồi. Quá quá bạn. Không chụp đi không? Chụp không? Rồi rồi, qua luôn đi, em qua luôn đi. Em cứ thoải mái chụp. Hả? Rồi rồi, nhìn mẹ nè, nhìn mẹ nè. Rồi qua luôn đi. Đi qua luôn, đi qua luôn, đi qua luôn. Rồi rồi, qua luôn đi kìa. Rồi 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 rồi. Rồi qua luôn. Rồi đi qua luôn đi, đi qua luôn. Cười hết cười, cười cười. Rồi xong. Rồi xong. Chưa có gì hết. Chụp hết đi, hết đi. Đi nào mới vừa rồi anh Toàn. Hey.
wali. Kemari naiklah cukung bersama saksi dan wali.